Xin chào các bác, lại được test đôi loa lời này cho bác khách ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Đôi loa lời Bose 101, một trong những dòng loa lời rất nổi tiếng mà cửa hàng cũng đã bán rất nhiều thời gian vừa qua. Tất cả những sản phẩm cửa hàng bán cho anh em thì đều kiểm tra lại và quay video, nên anh em yên tâm về chất lượng nhé. Loa thì được tuyển chọn, màng loa đẹp, đồng đều, cũng như là bãi zin bên trong. Màng loa rất đồng đều này. Đó. Những dòng loa lời này thì nó có tiếng lời, tiếng mid và chép cực kỳ xuất sắc luôn anh em ạ. Rất xuất sắc về chất âm lời. Tôi mời các bác cùng thưởng thức một chút. 3.500.000 đồng. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo sắn áo ơ sắn mà em mặc, một màu thiên thần. Dạng em, dạng em thì rắn gì, đẹp tựa trong tranh. Tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao. Viền vàng vàng này đó là keo khi người công nhân sản xuất người ta bôi ra nhé, người ta bôi ra nó nhiều quá, nó có xung quanh đó. Điều này là điều rất bình thường anh em nhé, bởi vì loa nó là do người công nhân trực tiếp sản xuất và không chiếc nào nó giống chiếc nào. Thỉnh thoảng có những chiếc người ta bôi nhiều thì nó sẽ có màu keo, zin nguyên bản tuyệt đối cho anh em. Minh Audio Đông Hà Nội. Muôn duyên thề của lứa đôi, anh về hai nụ hoa xinh.